này chưa tính nha. Rồi, mình xe qua đây. Để bạn sau đưa hai bạn uống được. Đấy rồi. Còn mấy con này nữa. Ôi sợ. Nghe nghe. Giờ này mà ăn vô đủ. Chà, đậu má này cũng máu, máu tùm lum nha. Không? À, nhóc mới đăng báo thằng nhóc rồi nó ba nó xài điện thoại nó lại nó xài nổ chết luôn á. Má bị hoài á. Còn thằng kia ngoài Hà Nội nổ banh cái tay luôn. Điện thoại dùng chơi dùng sạc á. Trời. Sạc Trung Quốc á. Nó nổ cái điện thoại chứ không phải nổ cục sạc. Dùng chơi dùng sạc lại não. Má chụp hình cái bàn tay nó bấy nét ra luôn. Rồi. Chơi dùng sạc nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm hả? Đâu bắt hoài được phải không? Xuống. Lên xuống, lên xuống. Đây thì mấy hang tức anh ốm nên mập tới ra lại ta. Tháng nào ôm nhôm nhắc sợ. Không, hai ba tháng trước lại tháng ôm nhôm nhắc luôn. Thank you.
Không thả nữa. Thấy không? Anh muốn ăn tôi anh kêu Thiện đi. Đó, bắt đầu tôi mua liền. Mày lỡ để làm lại. Không phải. Trời ơi, khán giả người ta chửi trên mạng kìa. Ủa, hôm nay tao quýnh hoài rồi, nó chưa thở nè, coi mua nữa nè. Và các bạn thì có thể tham gia cái kèo cọc trong bối cảnh này. Đổi chiều đủ thứ hết ha. Bởi vì là sau khi bán cược trận kết thúc để mình đâu chuẩn bị chiêu chiêu phút đầu rồi nó mới kiếm cờ thí mình. Xin quệ với tướng giống làm gì mà đúng với tướng thì đâu có chỗ quệ thì. Đặt tôi muốn không có chỗ quệ đâu. Kiến là 9 độ rưỡi nữa. Đây là nước cờ sẽ khiến cho trận tình Thái Bình sẽ xoay nước cờ này ngoài ra nếu như bọn đúng nếu bọn cần hơn thì tiếp đó có thể cho xe tuần nào xe bắt đầu lên đâu.
tao đã không muốn rồi, mày chọc tao hả? Mày lên chưa? Nhịn, một câu nhịn à, sao mày đi đường hả lào vậy? À, đi đường mòn chứ mình nha. Trời ơi, em quá. Không làm gì hết. Rồi lên nè. Chập tao lên nè. Tao khá lên. Chút lọc nữa. Đường mới đưa có một chén đó. Xem tùm lum nó đổ quá luôn. Vụ hả? Vụ vô lấy nhà. Đổ biếu liền thấy không? Đổ để tao coi. Thấy không? Sợ. Như cái tay xe bị bính rồi, nhầm luôn hả? Cô lấy tiền thôi. Nghe cháu Tùng Minh cưới anh. Thank you.
Anh thông cảm cho em xin quà.
sao? Em thật khổ quá vậy. Em là anh chốt. Nhỏ này nó giữ cái ba ai nó cũng đòi đấm cho phát hết rồi. Cho mày đứng đụng ngắm cảnh rồi. Tẹo, ừ, chiếu đây thôi. Thôi mày đậu nhát quá rồi thôi mà không cảm cho Quỳnh nhát. Nếu xin được chồng, lần đầu cũng bảo Quỳnh cũng sẽ. Đây, đưa xuống vừa tập ký liền. Xin Quỳnh. Nó ta đứng đó nó đi đâu mà đừng để ta thấy mặt không thấy mặt tèo tí vậy là hỏi tên rồi. Hồn hồn quá lấy xe ra tao xứng tướng là rồi ngựa. Thấy không? Xứng tướng là đang không bí anh mà. Đủ máy ngựa anh đó dám chạy luôn. Thấy không? Ngựa qua cũng lắp rồi quý quá. Chiếu là đây thôi chứ làm gì không? Ông ra xe rồi thì ông chiếu giật ngựa không? Ông nè, ông bí nè, không bí nè thì tôi để xứng tướng ra. Ông trình độ ông lục chọt chiếu anh cái mới giật ngựa. Đúng rồi. Ông chọt chiếu mà ngựa chạy đâu? Đâu nó làm gì chứ mà quá. Nó tôi hả? À. Ừ. Em ru như mua mấy bà bóng.
Ừ đúng rồi. Đau lưng nhức mỏi gì mấy anh con làm mấy cái khỏe. Có đầu không được mà chạy ra. Sốc đấu. Đầu. Rồi thí à thí cho một thí. Ruột ra mà tao móc ra mà đụng mà không tới thần rồi đâu qua đây nè. Bắt đầu đụng mà ruột mày ha, phèo phổi ờ. À, phèo phổi đồ con nữ đồ con móc ra ngoài hết cho coi nè. Chạy đụng cái đứa mày lên cái là mày chết chắc rồi. Ôi mày nhắc mẹ uống hết cho em bỏ luôn bỏ bỏ. Thôi. Rồi. Đời vậy. Thấy là khi mai coi vậy. Giờ xe ngựa nó hơi đỉnh chứ làm. Chuyện tình lan giờ đẹp. Nãy chấm tượng chị cho mất nước. Hả? Chúng mày chốt qua con nước. Qua đi nha. Đi. Đi vô. Cao. Ngứa cứ gãi, tôi cũng mà ngứa quá là cứ gãi vậy. Cao. Thương á, mày ăn là đủ mà trúng nhầm thuốc chuột của chị Tý đó. Ra xe là ác lắm á, giờ tao móc ruột mày mà mày đứng đứng đó này. Về nó cản mũi kỳ đà xe nó cá à, chiếu quá trời ơi mền tâm chưa sợ nó chiếu. Mày tao đâu có thua thế gì mà rình giống rình. Đúng. Nó
chịu thua gì đâu. Ai dựng xe tôi để làm gì chứ? Hả? Xe để làm gì đâu? Không! Không! Xe tôi để làm gì đâu? Alo? Alo, nói đi, ai vậy? Nước nữa. Alo, nói đi, nói đi, đang nghe nè. Dạ? Mạng lụt máy nữa. Coi mình nói là quên coi xử mình cũng đẹp mà đang xỉn thôi rồi đứng gió trời ơi bảy rồi đúng rồi chiếu rồi đó mà chạy qua ngày thôi chứ không phải một ngày á không chạy chiếu tôi lên cuộc tháo là biết án nên tôi về bí rồi nè con voi chết rồi ăn được cái mặt tôi nói rồi nãy giờ không có khán giả anh đâu uống thiệt tình anh thả anh nhấp anh công rồi bó tay chờ anh Tâm đem máy ra tôi mới quýnh luôn. Không phải đưa 5 sĩ để mấy mặt sau khỏi được không? Đưa trước 4 bàn luôn. Tôi chờ anh Tâm lấy máy ra đàng hoàng tôi mới quýnh luôn. Không, nãy không có máy tôi không được quýnh. Thấy anh quýnh nhiều bàn tờ tàn lắm, đúng là chọc anh. Không, hồi nãy anh quýnh chưa có hết mình. Anh quýnh đâu có hết mình. Chờ lấy máy ra quay đàng hoàng cho khán giả ở ngoài Cao Bằng Lạng Sơn thấy không? Rồi anh mới quýnh luôn. Sức anh là anh đâu có quýnh có nhiều đâu em. Đó là bộ anh câu rồi. Đi đâu rồi? Thank you.
mày ra thử tao coi cái coi. Chấp xe tao lấy lại.